nhắn truyền nhau chung điếu thuốc. Anh hiểu cho tôi dẫu rằng mình nhà bên, nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một những đêm nằm thương tuổi thơ ngày đã qua, lòng buồn nhiều hơn vui nên lần đi phép cuối tuần này gặp em. Đã 4 năm rồi hai đứa tôi thương vì chung nhau chi sầu riêng, buông sạch buốt nghiêng rời xa tuổi ngọc ngà, bỏ quên người yêu vào đêm không ánh sao, mà hồn ngỡ chim bao nên mùa chia cách cũng là mùa sầu. Anh có nghe ve sầu rừng rừng mùa, anh có nhớ đôi ta xanh bước trong vườn sầu riêng. Em ơi mùa sầu riêng đã chín, nhớ thương cùng chín vui, nhưng chiến trình mang người trái chưa trả lại. Đêm vắng bóng trong cơn luyến nhớ em hay. Kính thưa các bác, ngày hôm nay thì bên em lại về thêm một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Sony. Đây là bộ sản phẩm Music Referral của hãng, được sản xuất ra kỷ niệm 30 năm thành lập Sony Music. Đây là một trong những cỗ máy nghe complete thiết kế liền mạch cả về phần công suất ampli, nguồn chơi CD cũng như MD và phần loa, được bố trí trong một khối tổng thể. Chúng ta có thể gọi đó là một chiếc đài bom bóc. Và đây là một trong những sản phẩm D7000 trong dòng Celebrity thế hệ thứ 2. Và cái phiên bản này thì cũng không phải là lần đầu tiên mà Thanh Tâm Audio về hàng. Em đã về được khoảng gần chục máy, và tất cả các sản phẩm mà trước giờ em về hàng đều là những sản phẩm đẹp xuất sắc để cho các bác có thể sưu tầm và bày biện. Nói về dòng D7000 này nói riêng thì nó là một trong những cái phiên bản nâng cấp của phiên bản D3000, với cái thiết kế đẹp hơn, chất âm hay hơn và có một cái gọi là nguồn chơi đa dạng hơn so với phiên bản D3000. Và đặc biệt cái phiên bản D7000 này nó đã khiến cho em rất là thích thú khi mà sở hữu nó. Nó có một cái màu sắc, các bác có thể nhìn quan sát thấy màu sắc, màu gỗ của hai bên hông của D7000 cũng như là phía sau, được thiết kế với một cái nếp sơn rất là cầu kỳ, màu gỗ nạm sơn bóng piano màu đỏ phía trong, có những cái vân rất là đẹp, vân sóng rất là đẹp. Và đặc biệt hơn nữa thì đó là cái phần bệ chơi chính cũng như cái phần bố trí những cái nút bấm của D7000 thì được thiết kế với màu sắc là màu vàng. Phần loa được thiết kế ở phía trước, ở sau cái lớp e-cang đây. Ở bên trong chúng ta sẽ có 4 củ loa và cái phần chơi đĩa CD cũng như là MD được thiết kế phía trên. Thêm một cái điểm rất là hay và độc đáo ở trên bộ sản phẩm này, đó là cái cơ mặt kính ở phía trên có logo Music Referral mà các bác đang nhìn ấy, thì chúng ta có thể đóng bật nắp này lại được, tạo ra một cái chuyển động rất là sang trọng nó. Khi các bác bình thường các bác không sử dụng thì các bác sẽ đóng nắp lại, còn khi bác sử dụng thì đặc biệt là các bác sử dụng ở chế độ CD ấy, thì các bác sẽ mở nắp ra để chúng ta có thể thay thế đĩa CD. Còn đối với các bác chơi ở chế độ MD thì các bác không cần thiết. Và tất cả các thao tác tùy chỉnh này các bác có thể ấn bằng phím cứng trực tiếp trên máy, hoặc là các bác sử dụng điều khiển zin từ xa. Nói về chiếc điều khiển zin này thì em đã chia sẻ trong rất nhiều video rồi. 10 máy D7000 bán ra tại thị trường Việt Nam thì chỉ có 2 máy có khiển zin thôi các bác nhé. Vì thế đây là một trong những phụ kiện rất là quan trọng khi các bác mua cái dòng máy này. Chiếc D7000 của bên em thì đang có mức giá
là 7,5 triệu và chỉ có duy nhất một máy về trong lô hàng lần này thôi. Thực tế thì một cái mức giá này so với mặt bằng chung trên thị trường nó cũng không phải là rẻ, nhưng mà em cũng chia sẻ với các bác đó là em tìm được một con máy D7000 đẹp xuất sắc như thế này bên Nhật rất là khó. Các bác sẽ nhìn thấy có những cái phiên bản D7000 khác giá rẻ hơn, nhưng em đảm bảo với các bác là những cái góc cạnh này, những cái góc cạnh của cái lớp sơn vân gỗ ở phía trong này này, cái lớp cái góc cạnh này, đảm bảo với các bác là không bao giờ đẹp bằng những cái thiết bị mà em đưa về. Tại vì cái yêu cầu đặc biệt của Thanh Tâm Audio khi mà gửi tới các em mua hàng bên Nhật của bên em đó là D7000 chọn cho anh phải là hàng đẹp, không mua những hàng cấn hoặc là bong chóc simi ở cái phần gỗ này. Cũng có những con máy lần trước về cũng có một con bị cấn gác góc ở bên dưới do vận chuyển, và em cũng đã phải giảm giá kịch khung để cho khách hàng, những anh nào không khó tính về cái thẩm mỹ thì có thể sở hữu những em máy đó. Còn bình thường khi mà em đã đưa ra cái tiêu chuẩn lựa chọn thì em chọn toàn tuyển hàng đẹp hết các bác nhé. Đây là phía sau của máy D7000 thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt tăng cái cường độ bass volume. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có line in và line out, có nghĩa là hai đường ngõ vào tín hiệu vào và ra, có cả thu sóng FM. Còn ở đây là cái phần menu chính của cái mặt trên của con D7000. Chúng ta sẽ có một cái phần khay đĩa CD ở đây, sẽ mở đóng bằng cách phím cứng ở đây. Chúng ta ấn vào nó sẽ bật cái nẫy ra và mở phím CD ra. Còn chúng ta đóng thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Cụm điều hướng chơi CD chúng ta sẽ bấm play stop ở đây, còn bên này là MD. Ở đây chúng ta các bác nhìn thấy một cái điểm G lên và nó bố trí những cái nút bấm quan trọng ở bên ngoài đây. Còn hàng loạt những cái phím bấm ở bên trong đây thì em nghĩ rằng nó cũng không quan trọng đối với người tiêu dùng ở Việt Nam, đặc biệt ở thời điểm hiện tại. Đây là cái nút bấm của chế độ ghi đĩa từ CD sang MD mà gần như giờ chúng ta rất là ít sử dụng. Và cái này thì các bác phải tự tìm hiểu, chứ Thanh Tâm Audio cũng không có tìm hiểu cũng như là hướng dẫn chi tiết về cái phần này được. Em chỉ đảm bảo với các bác là máy nguyên bản hết, mắt CD cũng như mắt MD đọc và em sẽ bảo hành cho các bác. Còn về vận hành cái tính năng từ CD sang MD như nào thì cái đấy thì các bác phải tự tìm hiểu. Và khi các bác muốn đóng cái nắp kính này, đây, cái nắp kính thì các bác có thể nhìn thấy rất là sang. Music Reference, đó. Khi các bác muốn đóng cái nắp kính này thì các bác sẽ ấn cái nút Open Close ở đây. Và khi mà đóng nắp lại thì chúng ta sẽ có một cái khối nguyên bản như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ có cái dòng chữ là Sony Music Group 30 năm. Kỷ niệm 30 năm thành lập thì đúng hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái control để tăng giảm âm lượng này. Đó. Còn đây này là tiến và lùi bài của chế độ MD. Chúng ta sẽ vặn cái này, nó là vô cực các bác nhé. Vặn nó chạy hình tròn. Ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy có một đường line này. Line này để các bác có thể kết nối với các thiết bị bên ngoài. FM, AM, chế độ chơi CD, chế độ chơi MD. Cơ bản như thế thôi. Đó. Nói chung là D7000 thì các bác bày biện ở trong mọi không gian rất là đẹp các bác nhá. Kể cả các bác trong phòng làm việc hay là các bác bày biện ở phòng ngủ. Và em nghĩ rằng bộ này các bác bày ở phòng làm việc rất là đẹp luôn. Tất cả các đối tác của các bác cũng như các nhân viên hoặc là sếp, khi mà bước vào cái không gian mà các bác bày bộ D7000 này, mà khi các bác bật nó đang hát ấy, thì ai cũng sẽ phải nhìn, ai cũng sẽ phải chú ý vào cái thiết bị này. Nói chung nó rất là đẹp để các bác có thể decor cũng như là nghe, nhìn. Và em cũng rất là tiếc rằng em đã biết đến cái phiên bản này từ những năm khoảng 2017. Tuy nhiên tới tận năm 2020-21 em mới đưa về Việt Nam cung cấp cho các bác cái nguồn hàng đẹp các bác nhé. Ngày hôm nay thì bên em về một bộ duy nhất thôi, mức giá là 7,5 triệu kèm khiển zin. Đẹp xuất sắc ạ. Người bỗng quên thành phố.
nhớ thương.